Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay có một cái lồng đi quay alpha. Thì cái này là một trong những cái sản phẩm mà mình bán theo dạng là nhờ có người quen nhờ bán dùm. Thì có một chị ở trên bưu điện nha anh em. Thì mình gửi hàng ở bưu điện, thì có một chị trên bưu điện biết là mình bán hộ tùng, chị làm mình cũng mấy năm rồi. Thì chị nhờ bán dùm cái lồng cho chồng chị. Thì ông mua cái lồng này 700 ngàn nha. Mà không hiểu sao anh em, một người chạy xe rút đi mua lồng quay alpha. Một người chạy Sirius đi mua lồng quay alpha về gắn vô và phát hiện ra ở cái này là của lồng alpha gắn không có bộ Sirius, và sau đó trả lại thì người ta không có nhận trả và cũng không biết bán cho ai luôn, thì nhờ đặt bán dùm. Thì nói thẳng ra với anh em này, cái này bán đâu có bán cao đâu anh em, tại vì đạt đâu có bán cái lồng alpha này làm gì, tại vì đạt bán rim thái không à. Cái này bán cho anh em thợ ok nè, nhưng mà chắc ổng không biết, ổng không bán được. Chứ đạt thì chắc bán ok. Thì cái này ổng ba mua 750 gì đó bán cho anh em mức giá là tính anh em mức giá là 350 thôi, nhanh gọn tiện lợi ha. Cái lồng này là lồng mới nha anh em nha, KFM VAP là cái lồng quen pha mới chưa xài nha. Đó, thì cái lồng này thực ra anh em có thể gắn quen pha quay xương cá, quay RS đầy đầu á, để anh em gắn được quay A đầy đầu. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu liên hệ với đạt nha, lồng không biết tông nha, nhưng mà chưa sử dụng nha, lồng mà chưa sử dụng luôn, về là anh em chỉ có việc quét nhớt vô rồi đút bít tông như là bay thôi. À, lồng này đúng lồng zin nha anh em, đây nhìn là biết đúng lòng zin nha. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ với đạt, có cái hộp nhưng mà cái hộp nó bấy quá là phải vứt luôn rồi. Thì anh em nào mua liên hệ với đạt 350 thôi nha, bao rẻ luôn, mới tin 100% nha.